Tài khoản Techcombank, xin lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Anh trai vượt ngàn trong gai, concert tại Ravo Park, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thứ Bảy, ngày 19 tháng 10. Wow. Kể một câu chuyện cười. Phải cười nha. Thôi để cho Tăng Phúc kể một câu chuyện cười. Ủa? Dạ em có một cái kỹ năng đặc biệt đó là kể chuyện cười. Dạ. Chắc không. Thề đi. Hả? Không, em kể xong em sẽ cho mọi người biết lý do tại sao em gọi nó là kỹ năng đặc biệt của em. Sau đây em xin phép kể câu chuyện là ăn khế chả vàng. Ok. Dạ mời tất cả quý vị, các anh cùng lắng nghe. Dạ, ngày xưa. Dạ, câu chuyện này thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà chắc em cũng cần một vài anh hỗ trợ em về đóng một vài nhân vật. Dạ, có luôn. Dạ, anh Khôi đẹp trai thì chắc là mình cho đóng vai anh trai. Em trai đi. Chào anh. Em đóng vai em trai của cái nhân vật ai lớn lớn. Anh Duy lớn. Ai chị gái? À đóng vai vợ của anh trai. Vợ anh trai hả? Vợ anh trai. Vợ anh hả? Cây có cái nhiệt tình cho đóng vai con chim. Ủa? Đóng vai con chim. Sao kỳ vậy? Anh Sì cao nè. Đóng vai cây khế giùm em nha. Ủa? Ok luôn. Em mẹ em thêm chữ khế là hay cây khế được rồi. Sao vậy? Giống ngay con chim gì? Không, là có chữ cây rồi. Vậy là tí nữa con chim nó phải đậu lên cây khế nữa hả? Đúng rồi. Chưa thích là bị leo lên đầu lên cỏ. Cây khế có trái khế không? Hả? Anh muốn đóng vai trái khế hả? Không, trái khế nó giá tiền. Thôi đừng lấy cái ý thầu của em mà. Dạ, thì giờ em cần một người đóng vai người người anh. Anh cả. Không biết là có anh cho nó hợp với lại bác cả. Dạ, em mời anh mệnh bằng kiểu đi. Hai vợ chồng cho nó. Hai vợ chồng nè, đó. Rồi, hình như là câu chuyện mình cũng gần đủ hết rồi đúng không ạ? Bây giờ mình có thể lợi máy hơn á. Quay mình quay ngược lại nha. Ủa rồi ở đây coi bằng gì? Đó, mọi người. Mọi người khán giả xin mời ngồi dùng ở bên này. Mình sẽ diễn bên này. Diễn bên này đi. Mình ngồi bên kia. Dạ câu chuyện thì em mọi người cứ thấy em nói kể lúc nào thì diễn cái đoạn đó nha. Mọi người nhớ là không cọc nha. Cái gì? Chuyện em dặn trước thôi, câu chuyện cười của em nhưng mọi người không cọc được không à? Được. Sau khi em kể xong thì mọi người không cọc nha. Không, có nghĩa là không cọc với câu chuyện của em thôi, nhưng mà cọc với em là được đúng không? Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Không sao không cả, mọi người hứa đây em đặc biệt nha. Ok, em bắt đầu kể nha. Quá, ăn khế chả vàng. Quá. Ngày xưa ở một ngôi làng, em sẽ kể nhanh. Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Người cha mất sớm thì hai anh em chia gia tài với nhau thì hai vợ chồng người anh dành hết gia tài chừa lại người em mỗi cây khế. Cây khế đâu ạ? Có ăn rồi hay khóc. Khóc cho nhiều vô. Rồi, đây là cây khế. Thiếu vợ người anh rồi. Thiếu vợ người em rồi. Ai đóng vợ người em? Vợ người em nhào vô. Vợ người em là ai rồi? Đây, hai vợ chồng ngày hái khế đi ạ. Hái khế đi ra chợ bán. Nhặt vợ vào cười. Rồi, vô hai vợ chồng đi ngủ. À đi ngủ. Thì có một con chim lạ bay đến. Quá. Hai cây khế.
Wow. Rồi ăn khế. Rồi, người anh tỉnh dậy. Người anh tỉnh dậy. Đậu hả? Ok. Ê, có chim kia sao ăn khế của tôi? Đúng rồi, đúng hỏi đó. Quả, quả ăn khế trả vàng. Ăn khế, ăn một quả trả vàng. Ăn một quả trả một cục vàng. Ủa đã vậy? Mai túi ba gan mang theo mà đựng. Người em tin tưởng. Nặng không? Thế là xuống nha. Tin nó đi về mai túi ba gan. Đi về mai, hai vợ chồng về mai túi kìa. Mai túi, mai túi ba gan, mai. Rồi, sáng hôm sau người em đem cái túi ra. Gai thì có con chim nó tới đậu sẵn trước cửa. Còn nữa. Đậu rồi. Rồi chim chở người em bay tới đảo vàng. Đây tới đảo vàng. Lấy vàng. Sao cực vậy? Có chở vợ theo không? Không không. Chim ơi, chim lên được không nè? Có chở vợ theo nữa. Rồi đi tới đảo vàng đi. Tôi bay đến đảo lấy rồi. Vàng. Chồng ơi, đi lấy vàng nha. Gom vàng đi anh Khôi. Nè vàng nè. Con nè. Rồi bay về. Con nè. Rồi chờ đây. Em gà quá. Rồi đến nơi. Thế là từ đó hai vợ chồng có cuộc sống giàu sang vui vẻ. Trời ơi, nhiều vàng quá. Vàng đấy vợ. Nhiều quá, cất nhà. Nhiều quá, mua đồ. Nghe tin. Cho đến đoạn vui chưa? Mua nhà lầu đi vợ, mua xe hơi đi. Nè, đến cái đoạn vui chưa? Cây khế mồ hôi nhiều quá. Cây khế không có thoại, đứng yên một chỗ thôi. Thế là người anh và vợ người anh thấy giàu nhanh quá qua kiếm chuyện rồi hỏi nha anh hỏi kiếm, đi. Chuyện, kiếm chuyện thái hỏi là thấy là cái kiểu như là sao mày giàu nhanh quá sao mày giàu nhanh quá. Ủa, không, sao mày có tiền anh ơi, hôm trước á em thấy con chim ở cái cây khế nhà em nó ăn một quả khế nó trả em 3 cục vàng. Sao mày không cho nó 2 quả? Không, em cho nó ăn bội thực luôn, em lấy quá trời, trong nhà em nhiều vàng lắm anh. Thế à, lấy lại cây khế. Đó, rồi có đổi không? Phải đổi lại cái nhà tôi mới chịu. Ê, sao giàu mà còn hạ ham vậy? Tham lắm quá à. Đã nhiều vàng thì kia rồi, còn nhiều ham. Ham ở nhà chi nữa? Cây khế không có tội. Cây kinh nữa, nói tiếng người vậy. Cây khế không có tội. Khế hành tinh. Rồi, đổi rồi nhà luôn đi. Đổi nhà đi. Đổi gì đổi? Cho anh luôn đi. Đổi đi. Hình như cái gia này mình bị ngu đúng không anh? Ừ. Ủa ngu. Sao? Trong đó có 1000 cây vàng mà. Ừ, cái đó vàng quá trời luôn á. Có giàu rồi, giờ có thêm cái nhà nữa, sướng người chết. Không em, nhà anh trai anh á, có Ferrari, có nhiều xe. Rồi, hết dai rồi. Hết dai rồi, hai người có thể ra đi tạm đi. Rồi, tiếp theo. Cái dai mờ nhạt vậy. Lan con chim. Trời ơi, bây giờ con chim xuất hiện tiếp. Con chim xuất hiện. Quá. Rồi, người anh ra chửi đi. Con chim cung cu. Thôi được rồi, sao mày ăn nhiều khế thế? Ăn một cục vàng. Nhập quá. Ăn một cục khế trả một cục em ơi vàng. Ăn một quả khế trả một cục vàng. Ok, mày ăn một thả khế đi. Ok. Khế cũng có lòng tự trọng. Ok. Được khế ăn coi. Anh thấy tiểu phẩm này nãy giờ cười chưa anh? Tới đoạn cười chưa? Cười rồi, nãy giờ cười sáng cái hàm rồi. Thôi giờ mình rút ngắn câu chuyện, giờ chở đến đảo vàng đi. Rồi chở đảo vàng. Chồng, lên đi chồng. Nhớ lấy vàng nhiều về nha. Ê sao cái này cực quá ta? Không, đây là chim này chim tập tạ nè, chứ rất khỏe. Bây giờ lấy vàng xong, lấy xong 2 tải vàng. Và bây giờ trở về, lấy nhiều quá. Nhiều quá. Chửi người anh, nặng quá. Nặng quá. Thả vàng đi. Quá. Nặng, rồi sao nữa? Rồi người anh phải nói là tao không thả vàng đâu. Không thả, kệ. Thả lẹ đi, mệt quá. Con chim nói làm sao, có hồi xưa có đi học cái này không? Nhớ. Lạc nó nói là ông chim bảo là bây giờ nếu mà ông không thả tôi sẽ thả ông xuống biển. À, ông không thả tôi sẽ thả ông xuống biển. Không thả là không thả. Rồi, người em thả người anh xuống biển. Thả. Đồ biển hết vai. Rồi, ca khúc tiếp theo trả người về tự do, mời quý vị khán giả cùng lắng nghe và tình bạn của Tăng Phúc. Cười đi cho bạn vui. Con quả mới cần nè. Quả nè, đợt này mới cần em nè, phải ngang qua đi. Nó hết sức luôn rồi. Chết mẹ, nó hết sức luôn rồi. Cậu thấy mệt mỏi lắm hả? Ủa? Trời ơi, chuyện này nó làm được luôn hả? Ôi, giải tán thôi. Mọi người ơi, thật ra là
thấy hài á, nó từ sự vô tri của tụi mình làm theo không? Thì đó, em mới nói là em kể chuyện cười mà nó không có mắc cười. Ê, anh Hưng mắc cười, anh đi ra ngoài kia. Hưng đi ra ngoài luôn rồi kìa. Hưng đi ra kia nó cười kìa. Anh Hưng đâu rồi? Anh đi ra ngoài anh cười. Hưng nó cười cho nên nó sợ quá. Nhờ thực lực của diễn viên anh, chứ không phải nhờ người kể, nhờ thực lực của diễn viên. Ủa? Là một lần duy nhất thôi, chứ trong chương trình em sẽ không kể lại lần thứ hai đâu. Anh cũng là như vậy. Như vậy. Ai tội nghiệp quá, có kìa. Mọi người nó bị em lừa. Nhưng mà em đi diễn như vậy là ok, đi diễn mà cái câu mà nó liên quan thôi, là thôi, tự do. Thôi đừng hại thêm bạn mình nữa. Không, mà đi thôi. Hát anh, đi hát em làm, đi hát giả cười dữ lắm. Nhưng mà tại do mọi người thấy không hài thôi. Bởi vì em đâu có đi làm cứu em hài đâu. Hôm bữa em hại nguyên đám mua ca đồ quỳnh lập chết luôn. Không, tụi nó có chửi em nhiều. Cái này là lời kể từ giờ chắc em im lặng. Không, cái tiểu phẩm này của em sẽ lên và viral ghê gớm luôn. Em sợ là đoạn này sẽ bị cắt bỏ khỏi chương trình tại vì nó mất thời gian lên, quá, hiểu không? Tiểu phẩm này sẽ lên. Behind the scene mà. Nó dài quá. Nó làm gì cũng nó lên cái chương trình chuyện chưa kể. Chuyện chưa kể, cái câu chuyện hài vô chi. Ủa anh ngồi kia, ngồi đây. Mày là thủ phạm. Thủ phạm gì? Mày là thủ phạm. Thủ phạm gì? Ủa gì vậy? Mất cái quạt mà. Đâu giỡn tao. BB Trần, em biết ai là thủ phạm rồi. Hồi nãy anh thấy cây Trần với lại ST làm một hành động rất là kỳ lạ. Xong cái bắt đầu. Em nói là trong cái ba lô của anh cây. Em thấy nó giấu giấu ở đây. Ủa nãy anh kiếm ở đó rồi mà. Anh cây Trần mới bỏ trong ba lô ta. Hồi nãy. Em thề BB kêu em làm điều đó. Ủa hồi nãy BB hay là ST? BB không thề. BB em thề. BB kêu em làm điều đó. Ủa sao vậy? Em khai thật lòng. BB kêu em thề. Anh thấy chưa Duy, em đã nói với anh từ đầu rồi đó. Em nói anh từ đầu rồi đó, anh thấy không? Anh không ngờ trong chương trình có ăn cắp giặt như vậy. Anh ơi, anh tạo ra ma. Anh tạo ra ma trong chương trình. BB ở đâu vậy? Nóng quá, em không biết. Anh tự nhiên lòi trong này nè. Ai giấu á? Làm chụp có camera mà tụi bay dám làm gì. Đó, hồi nãy thấy hai người ok. Oh my god, it's so good. Thì ra là thằng cây. Không có, BB kêu em là cất đi, thì em cất thôi, chứ em đâu biết gì đâu. Em tưởng là hồi nãy kêu làm cái gì á. Tuyệt vời. Ôi ôi. Tối nay về ngủ chung nhà với nhau không? Hả? Ủa đây là nãy giờ là tiểu phẩm á hả? Em đâu biết đâu. Thì con. Thì con. Đi kêu. Chị mà nó mà. Ủa đeo bao lô đi học luôn à? Đi học. Em học với thầy nè. Cái thầy đem, mà. Đem cái ba lô này để đi giấu đồ thôi. Check va. Ủa không phải quay đây hả? Check va. Check va. Check va. Ai là người sai khiến cây Trần? Check va. Chính là cây Trần. Ông chuẩn bị hát, ông không có không còn kể chuyện nữa nên vỗ tay ăn mừng. Quá lâu đi ạ. Có thể đẩy một lần 10 anh vô được không? Xin chào, gọi là hai anh cũng tiếp tục diễn luôn á hả? Em tổn thương lắm á. Khoan, giới thiệu. Anh phải giới thiệu bằng tiếng Nhật. Anh có thể trả lời bằng song ngữ ạ. Tiếng Nhật luôn các bạn. Anh làm bây giờ, anh đừng nói nữa. Ủa, em là host chương trình hả? Dạ không, em là MC đệ của anh. Đây là MC Phúc của anh. Dạ rồi. Lần đầu tiên thì em tên là Phạm Duy Thuận, nghệ danh là Chun Phạm. Hôm nay rất là vui khi mà được đến chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Trong Gai. Rất là bất ngờ khi mà gặp tất cả ở đây đều là những... Có người là thần tượng, có người là anh em và có người đều là những cái người mà em rất là yêu mến. Ai là thần tượng của em? Ai là thần tượng của em? Anh cũng là một thần tượng của em. Anh cũng là một thần tượng của em. Ok em, cảm ơn em. Trời ơi, hay quá. Em bên lĩnh vực nào vậy? Dạ em là vừa là ca sĩ, lâu lâu em viết sách, lâu lâu em làm diễn viên. Là em thần có tượng. Có tiền là em làm. Em thần tượng anh Vũ viết sách đúng không? Hả? Em thần tượng anh Vũ viết sách đúng không? Hả?
Anh có viết sách hả anh Luật? Nghề nghiệp hiện tại của mình là làm nội trợ rồi. Làm nội trợ rồi. Dạ, song ngữ bằng tiếng Nhật ạ. Hajimemashite, watashi wa Jun desu ne. Watashi wa ima gashu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ôi, Soemase, kamsahamnida. Ủa không đó. Arigato gozaimasu. Gozaimasu. Arigato gozaimasu. À, dạ xin mời anh hết đất 5 cái ạ. 5 cái ạ. Một tay. Một tay. Thiệt không? Một tay 5 cái. Mình mà anh sao không biết đâu. Đây là chàng trai cơ bắp nhất. Không có đúng không anh? Đây là chàng trai cơ bắp nhất trong đội của em à. Xin mời. Anh ơi đừng bỏ em mà anh ơi. Thôi. Nhanh 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 nhanh. Hết giờ rồi ạ. Một tay ạ. Một tay. Một tay. Một tay. Một. Không làm nữa đâu. Tụi mình tới đây để làm người ở hả? Lại vậy nữa rồi. Một. Từ từ. Rồi hết lại từ đầu ạ. Anh ơi, em mỏi thiệt các anh. Năm cái thì hơi nhiều. Năm cái một tay được. Không, ba cái một tay, xong rồi là đưa nốt cái tay còn lại lên. Đưa nốt cái tay còn lại lên. Ok, không được. Em ơi. Cái một tay. Ba cái một tay còn hai cái là không tay. Ok. Của em rồi. Rồi anh còn bốn cái, anh còn bốn cái. Dạ. Hai. Wow. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi. Anh ơi, mà tiếng Nhật nói sao? Nhưng mà tôi chỉ muốn Scream Master. Scream Master. Scream Master. Câu nào anh cũng nói giống giống nhau á. Em có học phải không? Đây cô chàng biết học nè. Không biết nữa. Đi học không? Đi học tin cô. Bạn thích. Bây giờ là diễn tiếp đúng không ạ? Bây giờ là diễn tiếp hả? Mày cảm thấy mày diễn không vô đầu á. Ê, Arigato. Được rồi, Master. Quỷ. Yasumase. Yasumase. Hello, anh Dân. Why Could Be By Fire. Jury đồng hành cùng chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20:30 trên YouTube Giang Quanh Entertainment thứ tư hàng tuần từ ngày 3/7/2024. Tài thực thách series đồng hành Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, nơi các anh tài cùng chia sẻ thực về những thử thách thực tại chương trình 20 giờ thứ hai cách tuần từ ngày 8/7/2024 trên YouTube Year One Entertainment. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Year One thứ bảy hàng tuần.